24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Trời dạ, ơi, anh. Gái Châu Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Hường Linh và quý vị khán giả. Chào anh bên kia ạ. Em tên là Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em đang làm kế toán ạ. À, dạ. Tiền Giang ở huyện nào? Dạ, em ở Châu Thành vậy anh. Huyện Châu Thành. Vậy là chung huyện với anh luôn rồi đó. Dạ. Rồi, chào em trai. Em giới thiệu cho bạn gái biết mình đến từ đâu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn, các cô chú, bác tham dự chương trình và toàn thể các khán giả đang xem đài. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Liêm, 29 tuổi. Mình đến từ thành phố Cần Thơ. Liêm đang chuyên về đầu tư tài chính, chỉ cần có internet là được. Nhưng mà đang làm việc ở đâu là chính? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Ở Cần Thơ luôn, tức là trên con đường về Cần Thơ sẽ đi chắc chắn đi ngang Tiền Giang. Rồi. Không có thoát đâu hết trơn á. Em hãy nói cho anh ấy nghe về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, mọi người hay nhận xét em hiền lành, vui vẻ hòa đồng. Còn nhược điểm của em thì em hơi gục ghè. Với lại sống hơi tình cảm á chị, dễ bị xúc động. Dạ. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em luôn luôn nghiêm túc trong công việc, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt. Còn về nhược điểm thì nói hơi nhiều. Chắc có lẽ là do nghề nghiệp. Đúng rồi, nghề nghiệp cũng phải mình nói nghề nhiều nghiệp, ha. Mình nghề nghiệp. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có 2 mối tình chính thức. Mối tình chính là thời sinh viên, đó là mối tình đầu tiên. Và cũng là mối tình rất là đáng để nhớ. Rồi sau này thì đi làm công tác thì cũng có quen một bạn cũng xác định là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà bây giờ bạn đó có chồng rồi, có con rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng nhiều năm rồi ạ, 2-3 năm ạ. Rồi, bạn gái. Tình trường của em sao? Dạ, chính thức thì em chưa có quen ai hết. Em chưa nắm tay trai luôn, ngoại từ cha em. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Ủa, không ai đeo đuổi mình cũng không để ý ai luôn ha em? Dạ, lúc đi học thì có người tán em. Nhưng mà do em tập trung cho học á chị, nên em không có quen. Còn bây giờ thì em muốn tán lại như người ta đã có bồ rồi. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn. Là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em ạ. Mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cưng ha. Dạ, hối à chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi, coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn, cũng có đi coi bói. Có đi coi bói nữa, rồi thầy bói nói thì sao? Dạ, thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. em trai sinh năm nhiêu? Chúc cặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không mới quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. Đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? Mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời dạ, ơi, em chào anh. Gái Châu Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lánh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. Em nghe, em hủi mùi thuốc không được ạ, em bị ngợp ạ. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc, ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ, được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ. Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. Với lại... gì nữa, yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà không hứa nhiều ấy. Hứa mà không làm á anh. Hứa không làm thì được chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó dạ. Là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Tiền Giang với Cần Thơ hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Rồi giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được.
Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau. Lúc nào cũng được hết, làm dâu được không? Anh ở Cần Thơ luôn hả? Anh Cần Thơ, anh con út. Em con một nên đi xa không được, nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi hả? Sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu. Bắt rể được không? Bắt làm rể thì mình vẫn chấp nhận, tại vì mình thương thì mình chấp nhận. Mình thích bạn trai cao thấp mập ốm như thế nào không? Dạ, cao cao xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi em anh 1m62. Hơn 2 phân được không? Dạ, hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này người ta muốn lấy sớm đó, bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào, coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp? Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em, vì mẹ em có việc nên không có đi được. Rồi cho chị gặp bạn em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn Nam ạ. Em là bạn của Hương. Hương thì nó rất là hiền, sống nội tâm nữa, cho nên là tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hy vọng là qua chương trình này giúp cho nó tìm được một người bạn trai phù hợp để cho nó bớt đu bám bạn bè lại. Từ ngoại hình thì hai bạn rất là hợp nhau. Về tính cách thì em thấy bạn Nam bên này á hoạt ngôn, chín chắn, cho nên hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha với mẹ. Có cha mẹ ha. Dạ, dạ chào cô chú. Dạ xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Mẹ trẻ đẹp quá. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nguyễn Dũng Liêm. Cháu nó ham làm không à, cho nên không có tìm hiểu bạn bè, nên nay tới chương trình để nhờ Quyền Linh với Cát Tường kết hợp, thấy hai cháu nó hợp với nhau, lại tánh tình giống, nói chung là tạm gọi là mẹ chồng đi. Rất là hợp, hiền từ, mình không có thích chanh chua, thấy vừa ý. Dạ. Còn sự tìm hiểu giữa hai cháu thì bước sau để cho nó tự quyết định. Dạ. Dạ, xin chào chương trình. Coi như là ok. Ok. Bữa nào mời cô chú đi hấp hôn bữa nha. Được không? Được đó, gia đình cũng rất là dễ thương ha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở cái rào cho hai bên gặp mặt đi coi làm sao. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Không biết anh có thích đọc sách không? Cuốn sách này nó có ý nghĩa là toàn bộ quỹ bán cuốn sách thì đem đi từ thiện. Và cuốn sách này cũng giúp cho anh là đôi khi cuộc sống nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó thất vọng, thì hy vọng cuốn sách này sẽ làm cho anh tìm lại được chính mình nữa. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Liêm cực kỳ thích sách, ở nhà rất là nhiều sách. Vừa thấy cuốn sách là Liêm đã thích ngay từ đầu. Để anh giới thiệu sơ cuốn sách này cho nghe. Anh là chủ tịch cái hội hiểu quỹ tới tim, và anh là người sản xuất cuốn sách này. Nhờ cuốn sách này đã mổ mấy ngàn ca mổ tim ha, tụi anh bán ra để có thể lấy tiền làm từ thiện. Anh rất cảm ơn em đã sử dụng quyển sách Hiểu về trái tim. Dạ. Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn ạ. Về kinh tế hả? Dạ em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi. Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi. Chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta. Nên em quan trọng là gia đình hơn. Đó là người phụ nữ anh cần mà. Tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo. Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa một mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai một lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát đặc biệt gì đó, giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng pháo tay kích lệ được không?
Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng à lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dần hơn. Vì mình xa, vì em cung quá à. Thôi. Đang hay à, còn câu cuối nữa hả? Lần đầu tiên em cung như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok. Bây giờ chúng ta để tay bấm đi các bạn. Khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ chắc chúng ta cũng đủ cảm nhận về nhau, đủ xem đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha các em. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Bây giờ là cái nắm tay đầu tiên nhé. Đầu tiên đấy. Tay, tay em đầu... bị đổ mồ hôi vậy. Kệ. Tại hồi đó giờ không ai em nắm đúng... á, nó mới đổ mồ không hôi sao, đó. Tay anh đổ hơn. Trời tay lạnh quá. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên đó nha, sao ấn tượng nha, nụ hôn đầu tiên đó. Cái nắm tay đó đầu tiên là nụ hôn đầu tiên đó. Nào, bình tĩnh từ từ thôi. Cho anh xin phép nha. Dạ. Yeah. Cảm nhận như thế nào? Dạ, mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá. Nhanh quá. Hùng để lâu lâu. Hùng nó miết miết chút xíu là lại làm lại cái nụ hôn đầu tiên, nó quan trọng lắm. Nào, để yên nguyên nha, chừng nào tôi nói buông ra mới buông nha. Bắt đầu. Từ từ, để yên nguyên, để yên nguyên. Thấy sao? Hả? Hồi hộp. Hồi hộp. Hộp. Em cảm thấy sao? Dạ cũng hồi hộp. Hồi hộp. Thích không? Dạ thích. Dạ thích. Thích là được rồi. Em thật sự là rất là yêu với Hương anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm. Mà đau rồi cũng sẽ qua thôi. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi, ba mấy năm mới gặp được em. Mời bạn nam. Chào anh. Mời đi bạn. Rồi mình giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm xét nghiệm ở trong bệnh viện, quê quán em ở Tiền Giang. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào toàn thể quý khán giả. Em tên là Hồ Thanh Bình, nghề nghiệp của em là xây dựng. Em đến từ thành phố Cà Mau và hiện tại sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 9. Hân ở quận mấy? Dạ, em ở quận 5 ạ. Hơi xa ha. Không, không có sao, sao đâu chị, xa cách mấy cũng vượt được mà chị. Sao cũng lỗi mới đều cũng qua mà chị. Không, em thuộc bài Cà Mau không? Dạ em thuộc. Tao hát bài Cà Mau nghe khí thế coi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn gái là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, có hé rụng chút xíu. Khuyết điểm của em là em hơi nhạy cảm, em hơi khó tính, em hay quên nữa. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Ưu điểm của em là tính tình hòa đồng, nhiệt tình, nói chung là năng động. Khi mọi người mới tiếp xúc em á thì họ có một cái cách nhìn em gọi là coi như là không mấy tin cậy cho lắm. Nhưng mà khi tiếp xúc về lâu dài và có thể là tìm hiểu nhiều hơn thì họ sẽ có một cái niềm tin và cho em gọi là an tâm hơn ở chỗ đó. Em thật tình đó, hài hước ha. Tốt đấy. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mới đây là mối tình em khi mà em làm ăn thất bại với Cà Mau, em lên Sài Gòn này em làm. Thì em có quen một cô gái làm ở ngân hàng HB Sài. Nói chung là em thì quen cổ thì nói chung là đã quyết định cưới rồi. Năm rồi cổ thăng chức, cổ lên được trưởng phòng.
có nói với em một câu là em thật sự là rất là yêu và thương anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm, mà đau rồi cũng sẽ qua thôi. Khi mà tình yêu quá thật rồi, người ta sẽ không đòi hỏi gì hết đâu ha. Chia tay bao nhiêu lâu rồi, cái vụ dạ, bao lâu rồi? Cũng gần 2 năm rồi anh. Quên chưa? Dạ quên rồi chị. Mời bên đây. Tình trường của em sao? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là lúc sinh viên. Cái mối thứ hai thì là em sợ anh ấy tổn thương. Cũng quen nhau nhưng mà hai người tính cách rất là trái ngược nhau. Nên là em không có yêu ảnh mà tại thấy ảnh thương em quá nên em sợ anh tổn thương nên em đồng ý. Dạ. Rồi sao chia tay? Tính cách không có hợp nhau mà em thấy là không có tương lai được đó chị. Rồi bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m7, tốt tính, chung thủy. Anh có 1m81 rồi em ơi. Chết rồi. Căng nặng 51kg luôn á. Nhiều ốm gì rồi. Ốm gì hả? Em có lưu anh lên ký được không? Nhưng quan trọng ta yêu thương mình được rồi, còn mét mấy đâu quan trọng em. Lần này thích yêu mới là chọn nha. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Cũng yêu động vật. Yêu động vật là yêu con người đúng không? Dạ, con gì cũng yêu hết. Em có ghét gì tính gì của người đàn ông không? Gia trưởng quá. Em thích gia chủ nhưng mà gia trưởng quá thì không được. Không được. Nãy giờ em cảm nhận chàng trai bên đây là người thế nào? Chắc cũng thiệt tình. Nếu mà anh cao 1m51, anh yêu thương em thật lòng thì sao? Em sợ anh ngại thôi. Anh ngại, anh 51 biên anh yêu thương em được rồi, được không? Dạ, anh mua giày cao gót em. Rồi, nè, anh thông báo cho em biết. Đàn gái rất là dễ thương. Ha, được rồi đó. Rồi khi nào thì em tiến tới hôn nhân, muốn chừng nào là phù hợp? Dạ, do mẹ em cũng hối thúc từ lâu rồi á. Lâu rồi? Đúng rồi. Làm dâu được không em? Do điều kiện của em là em chỉ còn có mẹ thôi à, cho nên là em làm dâu thì ai lo cho mẹ em. Vậy chứ ý em muốn làm sao? Tới được với nhau thì cũng phải nhờ anh ấy sắp xếp giùm em. Lấy em rồi mẹ lên theo ở nhà ảnh luôn, nhưng mà có mẹ đi theo phải không? Dạ. Rồi bây giờ bạn gái nói là ví dụ giờ là lấy nhau đó thì muốn cho mẹ lên ở chung luôn được không? Dạ vấn đề đó thì không sao đâu chị. Em cùng nhau để gánh vác và lo lắng để cho cha mẹ cổ có thể được trăm tuổi già là điều mà tâm nguyện và quý giá nhất của em, cũng như cha mẹ cổ và cha mẹ em. Nhưng mà em định lập nghiệp ở đâu? Em làm ngược trên này. Rồi bạn gái làm công việc trong bệnh viện là nhiều khi cũng có đi trực đêm đó. Rồi em ở nhà em phụ chăm coi nhà cửa được không? Dạ chuyện đó chị khỏi lo. Dễ thương quá. Nói chung quá. Là trông được kể cả người già trẻ em là em lo. Tôi ưng rồi đó. Dạ. Đẹp trai, năng động, khỏe mạnh. Tôi chịu. Em trai hôm nay đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ hả? Dạ. Chào cô. Dạ chào cô. Dạ, cũng xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường với chào chung trong trường quay. Thấy thì thấy gương mặt thì thấy cũng hiền hậu, thấy cũng dễ thương. Nếu có duyên nợ thì tìm hiểu đi chứ con đừng có lo. Cái thằng này thì nó lo dữ lắm con ơi. Nó cũng giống cha nó vậy đó. Thương vợ lo hết trơn mà bao hết trơn là nó giống đó. Mà thằng này là coi như nó không hút thuốc mà cà phê cũng không uống, mà đều có rượu thì có uống. Dạ, cảm ơn cô nha. Coi như là dòm thấy cái gương mặt thì cũng nhận thức được là cháu này cũng có đạo đức, mà lựa dâu thì cũng lựa gì. Trước nhất thì có cái đạo đức, sau thì lo cho chồng con đồ vậy là mình mãn nguyện rồi chứ đâu có lo gì nữa đâu. Bây giờ em gái, em đi với ai em gái? Dạ em đi với bạn thân của em, với bạn bè đồng nghiệp ở trong cơ quan. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người ở trường quay. Về ngoại hình thì rất là được, đẹp trai, tính tình hòa đồng vui vẻ. Vấn đề uống rượu thì chắc là không sao đâu, tại do công trình thôi Hân ơi. Còn Hân thì em thấy là bạn nấu ăn ngon lắm, hát cũng rất là hay nữa. Hai người này mà song ca với nhau là chắc hay lắm. Em nghĩ hai bạn rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ kéo rèm ha. Bây giờ mở rào ra hai bên gặp mặt nha. Chào em. Em có hòa tặng em. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi. Ba mấy năm mới gặp được em. Cuộc sống của anh tự lập từ nhỏ, từ gia đình, xa cha mẹ, tự lo. Thì cái chuyện vấn đề đó thì em khỏi phải suy nghĩ. Trong ngày xưa đi học á, thì có những cụm từ như là tại bị thì là hay gì đó. Thì vấn đề đó thì riêng anh sẽ không tặng cho em. Sau này đừng áp dụng trong cuộc sống. Thí dụ như là hai đứa yêu nhau hay là kết hôn với nhau thì đừng có đem ra ngày xưa như vậy tại bị thì là. Sau lưng một người đàn ông thành công thì có một người bóng dáng của người phụ nữ là đúng rồi. Nhưng mà sau lưng một người đàn ông thất bại thì chưa chắc có người phụ nữ ra. Đôi khi cũng có. Nhưng mà anh á thì anh lại muốn là
có một người phụ nữ sẽ sau lưng để ủng hộ anh, để anh có thể dựng bước trên con đường sự nghiệp của anh như là anh lập nghiệp trên Sài Gòn này. Đối với em thì em có thể làm điều đó hay không? Em thì rất là thích chăm sóc người khác. Nếu mà em đã chăm sóc thì em sẽ thuộc kiểu người hơi bó buộc á. Thì em không biết là anh có chịu đựng được cái sự bó buộc của em không? Kiểu như là em chăm sóc anh thì anh phải nghe lời em kiểu vậy á. Nghe lời tùy trường hợp, nghe lời chứ cái gì em kêu anh nghe lời hết sao được. Giống như là anh bệnh thì em kêu anh uống thuốc thì anh phải uống thuốc. Được, cái đó uống thuốc được. Nhưng mà anh sợ nhất là chích. Em thấy anh nói hơi nhiều á. Anh xem chương trình lần có anh kia nói là anh tới 10.000 từ chứ anh có tới 10.000 mà anh nhân hệ số 3 đó. Bây giờ anh công trình suốt mà thì những người công trình đó thì anh nói chung là anh tháo giác là được rồi. Cô gái người ta nhẹ nhàng để cô gái người ta trình bày trước đi, hiểu không? Rồi em có những nguyên tắc yêu đương gì đó em nói ra hết cho anh, anh có chấp nhận được không? Cái người đó thì chung thủy, không có lăng nhăng. Đặc biệt em rất là ghét người hay nói dối. Anh cũng vậy đó, anh cũng ghét ai mà giả dối. Anh thích con đồng, em thích đồng không? Anh thích một đội bóng luôn á. Được không? Như vậy thì đông quá anh. Anh làm huấn luyện viên, em làm trọng tài. Em thích thì hai đứa mà em không thích quá vậy. Em thấy gia đình mình đông lắm, vui lắm. Hồi xưa đông còn lo nổi, giờ đông lo không có nổi đâu cưng. Anh yên tâm, với khả năng em là em không làm thôi, em làm là làm được hết. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau rồi nói cho đối phương biết cái cảm nhận của mình hiện tại ngay lúc này là như thế nào. Em nói trước đi, anh nhường em. Dạ, thì em thấy anh là một người cũng chững chạc, chân thành, cũng có nhiều cái giống em. Được thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em thích cuộc sống gia đình là mỗi người nhường nhịn một ít. Tính em cũng hay nóng. Tính mình cũng nóng rồi đó nha. Vậy rồi sao? Anh thì chỉ nóng ví dụ như là những lúc trong công trình nó gặp khó khăn hay là gì đó. Rồi khi anh đi nhậu về á thì anh có say xỉn á. Thì lúc đó xỉn á là anh có gụ vô em đừng nói. Em chỉ nín thinh đi. Anh mà có gụ vô á nghe mà nói mà anh mà nghịch tai là anh nóng lên là coi như là cháy á. Anh làm gì? Anh nó cháy thì anh có làm gì đâu trời. Em không thích đàn ông có xu hướng bạo lực luôn nha. Anh đâu có bạo lực đâu, anh nói cháy thôi chứ anh đâu có nói bánh em hay là gì đâu bạo lực. Nhưng mà anh hết rượu rồi thì em cứ chửi mà xối nước hay làm gì cũng được nha. Con người phụ nữ khôn là ở chỗ là nhìn người ta nóng là mình đừng có chọc nóng người ta được đâu. Phụ nữ chứ anh phải tự kiềm chế anh chứ sao anh đổ thừa đổ bia được. Anh kiềm chế anh, lúc anh mới nói không có tại thì bị lạ. Anh kiềm chế là kiềm chế lúc anh không có rượu. Rượu hay không rượu là do anh tự chủ chứ. Anh có thể uống ít mà. Anh đúng rồi đó em. Em không nên cãi phụ nữ nhiều quá. Mình phải chủ động khi mình uống rượu. Chứ không phải uống rượu xong muốn la gì, muốn chửi cái gì, muốn làm gì làm, ta ngồi ta im được. Không, một hai lần đầu còn được. Nhưng mà nhiều quá thì không ai chịu đựng nổi đâu. Em nói ở đây là thí dụ như em xin rượu về thì thôi đừng có cầm vào, đừng có nói này nọ thôi. Chứ không phải là nói em tự nhiên có rượu gì em đem ta em chửi, em quánh em khác gì em vô cớ. Đúng rồi nha. Dạ. Nhưng mà phụ nữ thì ai cũng như ai cũng cầm ràm hết. Anh nói vậy sao? Thì anh biết trước cái tính anh như vậy thì anh dặn em trước rồi thấy anh về thôi đi kệ mày làm gì làm đi ngủ đi rồi thì đâu có chuyện gì xảy ra đúng không? Rồi em xỉn lên càm ràm ta, người ta không nói. Đâu có, em xỉn là em đi ngủ hả? Bao lâu xỉn lần? Em thì hình như là xỉn suốt. Vậy nghĩ đi cơ được. Khỏe. Em không thích nhậu nhẹt vậy đâu. Thì nói chung là công việc của anh đặc thù công việc anh xây dựng thì nó là phải nhậu thôi em. Tại vì trong cuộc sống thì đôi khi là phải có sự nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau. Và điều quan trọng là đừng có cái tôi mình cao quá. Thôi nghĩ bàn cái này đi cưng. Tự mỗi đứa suy nghĩ nha. Yeah. Bây giờ để thay đổi bầu không khí trước khi bấm nút, em hãy hát tặng mọi người một bài hát cho nó dịu bớt xuống tình hình giống như đang say rượu vậy đó. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có may khi sao không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi. Tin không em đang thật lòng, anh nghe không anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Rất là dễ thương. Mỗi người tự kiểm tra lại con tim của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Không ai bấm hết. Anh xin lỗi em. Dạ. Anh cũng rất vui biết gặp được em. Dạ. Chắc có lẽ là mình không có duyên mà không nợ thôi. Chúc em sau này sẽ có tìm được một cái
cái tình yêu và một cái cuộc sống có thể là hoàn hảo hơn. Được. Em cũng chúc anh tìm được người. Chuẩn bị, đàn trai xuất hiện. Rồi, mời đàn gái. Trời, chào cô gái. Nhìn em mặc bộ đồ là thấy mùa xuân rồi đó. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ, được lì xì nhiều chưa? Dạ, cũng khá khá rồi chị. Vậy hả? Vậy lì xì nữa đi Vân. Đúng rồi, bên đây đang nói nè, đầu năm nè. Chị lì xì em lấy hên nè, lì xì một cái lọc hết sức là duyên dáng dễ thương. Có những cái lời chúc rất là tuyệt vời trong đó. Bên đàn trai cũng lì xì luôn rồi nha. Vậy hả, đồ bắt rồi. Trước an khang thịnh vượng. Dạ, chúc mừng năm mới. Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu về mình đi. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn bên kia rào. Em tên là Lê Văn Nhơn, năm nay 31 tuổi, quê thì ở Đồng Tháp, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên trợ lý giám đốc Logistics. Em ơi, em tự giới thiệu em với mình làm đi. Ở quận mấy vậy Nhơn? Dạ, em làm ở Bình Thạnh. Rồi, bây giờ để nghe đàn gái ta giới thiệu nè. Em tên là Ngô Tường Vân, năm nay 30 mùa lá rụng. Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên sale của một công ty bất động sản ạ. Dạ, hiện tại em đang ở quận 12. Dạ, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nhà quận 12 với Bình Thạnh đi cũng gần ha, không nên nổi xa lắm. Em có thể giới thiệu một chút về ưu khuyết điểm của em đi em gái. Ưu điểm của em là em tự tin, ham học hỏi, nấu ăn rất là ngon. Cho nên là em cũng muốn chia sẻ cái sở thích của mình á. Em hiện tại đang tập tành làm YouTube nọ kia. Vlog về nấu ăn hả? Dạ đúng rồi chị. Chào cô Vân Vlog. Đỡ quá, hên không kêu bà Vân Vlog nữa mà. Còn em có khuyết điểm gì không Vân? Dạ, khuyết điểm của em là khi mà giận á, thì em hay im lặng. Giống như thì người tốt với em. Người nhiều người giận ta la ông sùm nó mệt lắm. Trời ơi, nhưng im lặng cũng mệt mỏi lắm á nha Linh nha. Là giận dữ lắm á. Ừ. Như là bạn trai thì giận im lặng khoảng một tháng. Im lặng khoảng một tháng. Trời ơi. Trời đó. Dạ, năn nỉ thì hết, còn không năn nỉ thì thôi. Đó là bạn trai đó nghe, chứ còn chồng chắc cả năm quá. Thôi rồi, thiệt là địa ngục đó mà. Gặp nhau cả tháng mà không ai nói gì hết trơn, thiệt là đúng là buồn á. Còn có cái tật xấu gì không? Ngủ em hay nghiến răng á. Còn bạn trai? Ưu điểm trước thì em là người rất là nhiệt tình, biết nấu ăn, không hút thuốc, không uống rượu. Tốt. Đàn ông của gia đình. Và khuyết điểm là em hơi nóng tính chút xíu. Em dễ tin người, em sợ độ cao. Thường đi đá banh thì em đổi đầu không được, tại vì em sợ độ cao. Ủa, đá banh mất mới sợ độ cao? Nhìn lên thấy trái bóng rớt xuống mình sợ, mình đã đổi không được. Nhìn lên cao cũng sợ nữa hả? Dạ. Vậy là này chắc không bao giờ nhìn trời quá. Không sao, nếu sống vậy cũng tốt. Đừng nhìn lên toàn là nhìn xuống không, thấy mình hơn nhiều người ha. Dạ đúng rồi. Cũng tốt mà. Có một cái tật xấu gì không? 31 năm nay thì em không biết mình có tật xấu gì không nữa. Trời ơi, em không biết là em có tật xấu gì luôn á hả? Dạ. Đó là tật xấu đó. Có bộ cái người đàn ông bên đó hơi kiêu hãnh ha. Dạ. Như là một người mà 31 năm không hề có tật xấu gì. Tốt toàn diện kiểu. Rồi bây giờ mình nói chút xíu tình duyên đầu năm mới cái coi nào. Dạ thì suốt 30 năm cuộc đời em đã trải qua hai mối tình chóng vánh. Trời ơi. Dạ, mối tình đầu tiên là năm em 23 tuổi. Dạ, em quen bạn đó được một tháng thì chia tay. Lý do là tại vì lúc đó em mới khởi nghiệp thì em tập trung vào công việc nhiều quá. Em hay ngủ gục lắm. Mấy lần đầu đi chơi bạn nói trời em dễ thương quá ngủ gục. Dạ, mấy lần sau bạn nói em vô duyên quá. Chia tay luôn. Mối tình thứ hai thì năm em 28 tuổi thì mối tình này cũng hơi thực dụng. Cái anh bạn đó ở bên nước ngoài. Thì trước đây em làm nail á chị, em làm 7 năm. Qua bên đó thì em có thể không dựa vào anh đó mà sống được, phụ giúp gia đình ảnh được. Còn em thì thấy ảnh bên nước ngoài cũng muốn kiếm vé. Dạ, quen mà kiểu khoảng cách xa quá. 6 tháng thì tụi em chia tay. Dạ, rồi nói chung ít quan tâm em, quan điểm sống không có hợp. Cái ngày mà chia tay em nói em gọi điện em nói là thôi mình chia tay đi, mình mệt mỏi quá. Lúc đó anh đang nghe em nói là hiện tại bây giờ anh đang trên bàn nhậu á, em cứ ở nhà chờ anh đi, một tiếng rưỡi nữa xong rồi anh về. Vậy đó hả? Dạ, chia tay mà còn vậy. Nên thôi
Cái chung tình yêu bên đó là chưa có sâu sắc, chưa có thăng hoa lắm. Ta thật đơn giản ra là thôi. Không phải là yêu luôn á Linh. Đúng rồi, đâu phải là yêu đâu. Còn Nhân sao Nhân? Dạ em có một mối tình. Dạ quen được 5 năm. Dạ chia tay được 4 năm rồi. Tại sao lại chia tay Nhân? Dạ lý do chia tay cũng là em bên đạo Chúa đó. Mà bên kia thì không có vô đạo được. Vân ơi. Dạ. Vân có đạo không Vân? Dạ em có. Trời ơi mừng quá. À vậy ha. Linh ơi. Cái hình mẫu lý tưởng của Tường Vân là ai nè? Đây ạ. Là đây là ai vậy? Chà, cũng ngộ ngộ á Linh. Ngộ quá. Ngộ ngộ. Đâu đưa Linh coi coi. Vân tưởng là bạn nói là hình mẫu lý tưởng của bạn là Quyền Linh hay là... Đợi gái. Ừ. Xin chào anh. Ngộ ngộ ha. Ai đeo mắt kiến bự dữ vậy? Tóc dựng dựng lên ha. Tôi coi bạn này có làm sao nè. Dạ dạ, dạ chị. Ý, cũng đẹp trai. Đeo cái mắt kiến vô thấy cũng được. Đeo mắt kiến vô thấy cũng có vẻ đó. Hình là anh em đúng không? Dạ chính xác. Nhìn rất là giống Vân luôn á. Anh em sao em nói thử sơ sơ anh em coi. Tính cách thì anh em là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Chững chạc, có chí cầu tiến. Chăm lo cho vợ con, gia đình rất là tốt. Nói được là làm được chị. Không nói thì thôi, nói được là làm được. Dạ có hết. Có hết. Khỏe rồi. Rồi còn hình mẫu lý tưởng của em trai là gì? Em thì cũng không có hình mẫu gì đâu. Nhưng mà nếu mà cái cách ăn mặc mà giống như Miu thì ok hơn. Miu. Miu. Em Miu Lê được không? Bạn hỏi giống Miu Lê được không em? Dạ được ạ. Nói chung là nay Tết mình ra cô gái mặc áo dài này cũng nó cũng khác với Miu. Dạ em thích con gái mặc áo dài. Thích phải không? Dạ thích. Đấy, áo dài đẹp không? Nói chung là bạn này thấy có bộ không có được gọi là lập trường vững chắc á. Nói là thích giống cách của Miu xong rồi. Ủa Miu cũng có mặc áo dài mà chị. Không thì đó xong hỏi giờ giống Miu Lê được không? Dạ cũng được. Rồi giờ bạn này nay mùng 2 ta mặc áo dài nó dạ em cũng thích mặc áo dài. Phải lập trường vững chắc. Dạ. Ai là ai? Dạ em rất là vững. Tại sao em không nói là em thích một cái gì một người bạn gái mà làm sao mà cho giống Tường Vân á ví dụ vậy. Em kiên định với Tường Vân đi. Dạ sao em biết được mà. Cho em xem được. Lại Tường Vân. Này đâu phải Tường Vân. Tại sao giống? Đây là anh của Tường Vân. Anh của Tường Vân. Tại nãy anh nói giống kìa. Ừ. Thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi chứ giờ. Chưa để tôi hỏi chứ. Hỏi nữa hả? Cái ca này họ cùng họ với tôi mà cùng tên với tôi phải. Em nói nghe nè. Bây giờ là tài sản em sao rồi? Nhà mới quen tôi hỏi tài sản rồi. Mắc cười quá người ta phải bị gì mai mối ông anh ổng đã chật ruột rồi bây giờ mình không có trật được. Tại hỏi cho nó kỹ hả? Hỏi cho thật kỹ coi là thì sao. Thì tao hỏi nghe tế nhị chút xíu dụ như em ở xin đâu. Xin lỗi hôm nay mùng 2 Tết chị hơi hồ đồ ha. Nói nghe nè em có nhà chưa vậy cưng? Dạ hiện tại là em có một cái căn nhà ở dưới quê. Nhà dưới quê ở dưới Đồng Tháp á hả? Dạ. Nhà rộng không nè? Dạ cũng được ạ chị. Được là được sao như vậy? Trời mắc miệng cười quá. Ta có nhà được rồi. Không, tại vì không lẽ giờ hai đứa xuống Đồng Tháp ở sao nhà mà được? Nhà mặt tiền không em? Nhà mặt tiền. Đó thấy chưa, nhà mặt tiền trời ơi. Kinh doanh được luôn. Nói nghe này ngang nhiêu vậy? Thôi. Hỏi kỹ. Ngang ha, ngang mét rưỡi dài 3 mét. Để mình can ví dụ như cái đó mặt tiền 10 mét đi thì là sẽ tương ứng với cái mặt tiền ở trên đây là khoảng 3-4 mét. Trời ơi ở đâu vậy mặt tiền là cũng mắc như nhau rồi Vân ơi. Ở Cà Mau mặt tiền ta còn nó mấy tỷ bạc mà đừng nói chi. Linh biết về bất động sản Vân đâu biết đâu. Đây hỏi em gái xe bất động sản mặt tiền ở đâu cũng mắc hết trơn á. Dạ. Em mặt tiền Đồng Tháp mắc không? Mặt tiền Hồ Chí Minh là được nhất chị. Chưa chắc đúng không? Dạ. Có nhưng như mặt tiền Hồ Chí Minh không bằng mặt tiền ở Đồng Tháp nha em. À, không bây giờ có cái nhưng mà nếu mà ảnh có cái nhà mặt tiền Đồng Tháp rồi được không? Được vậy không? Em mở bất động sản ở đó được phải không? Thôi bên đây ta chịu rồi, chịu được rồi. Từ từ làm gì cãi dữ vậy. Nói hiểu không nhà cửa nói rồi. Nghe nè lương đủ nuôi hai đứa không? Giờ nó không đi làm đó, nhà làm vlog không thì em có đủ dạ đủ chị. Đủ đúng không? Dạ được chị. Được ha. Được ủa đi lấy chồng hay đi hỏi nhà cửa với tiền bạc thì cũng phải coi nền tảng với mắc cười quá. À nền tảng cũng được nền vững tảng lắm á. Vững mà thì cũng cho chắc ăn hiểu không? Rồi để tôi hỏi đàn gái thử coi sao. Bây giờ hỏi đi. Gọi là phỏng vấn đàn trai nhiều quá, chờ em gái. Dạ chờ anh. Em có ghen không? Dạ có. Có ghen nhiều không? Đàn dạ, bà nào không ghen, mắc cười quá. Dạ. Nhưng mà ghen, tao ghen nhiều quá, nó cũng không hay lắm, hiểu không? Dạ. Nếu như bây giờ phải về Đồng Tháp,
làm dâu, em có đồng ý không? Dạ, em chắc không ạ. Không. Dạ. Nếu về Đồng Tháp làm dâu không đồng ý, lý do? À, dạ. Thì ở chung khó. Chung khó. Dạ. Anh thấy giờ làm dâu cũng dễ mà em. Làm dâu á là mẹ chồng, cha chồng phải lo cho cháu nè, rồi á là có khi nấu cơm cho nàng dâu ăn nữa nè. Dạ. Anh làm mẹ chồng nàng dâu không biết mà nhiều mẹ chồng là lo hết cho con dâu luôn vậy đó. Dạ. Vậy được. Ôi vậy được hả? Thôi. Em cũng không có lập trường gì hung ha. Dạ, em phải nói quan điểm của em à, nhiều khi tại vì con em mình đang làm ở thành phố, công việc mình đang tốt, ổn định đúng không? Dạ. Rồi bản thân bạn cũng đang ở thành phố, công việc quá ổn định, tự nhiên bây giờ về Đồng Tháp thì nó mất cái cơ hội thăng tiến đi. Dạ. Mình phải nói cái lập trường của mình nó vững vàng. Ở Đồng Tháp cũng bất động sản cũng đang nóng lắm á. Nhưng mà bạn này đang làm trợ lý giám đốc ở trên này mà. Đúng không? Đúng rồi. Thì đó, thì mình phải thuyết phục bằng cái cách đó đúng không? Dạ. Chứ còn làm dâu là bây giờ đơn giản lắm. Làm dâu bây giờ rất là đơn giản luôn, giống như anh Linh nói á. Cho nên là mình không có sợ gì hết trong việc làm dâu. Dạ. Chỉ có điều là ngay thời điểm này là các bạn đang thăng tiến ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra là mình như vậy thôi. Mình hỏi quan điểm vậy thôi. Còn bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi coi họ tính sao ha. Ừ đúng rồi. Rồi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với anh trai của em. Ủa có hả? Dạ. Vân nhìn là Vân biết rồi, anh trai ngồi dưới đây nè. Đó. Vân nhìn là Vân thấy liền. Ủa sao tóc không nhiều nó dễ. Dễ hơi ít đó. Sao anh trai? Anh trai thấy em trai bên đây thì sao? Vâng, thì lời đầu tiên xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Thì tôi giới thiệu tôi là Long, là anh trai của Tường Vân. Thì qua đây thì nhận thấy em Nhân này thì cũng mặt mày sáng láng, thì công việc ổn định, thì thấy cũng có dân miền Tây mà không uống rượu, không hút thuốc là rất là tốt á, thì uống rượu uống thuốc là không có tốt cho sức khỏe, thì nếu mà cố gắng học hỏi cầu tiến thì cũng có thành tựu sau này, thì thấy hai bạn cũng có vẻ xứng đôi thì xin cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi, xin cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn chị Long. Nào đi với ai nào? Nhân. Dạ em đi với mẹ với lại mẹ. Chị đồng nghiệp. Rồi chào cô. Chào anh Quyền Linh và xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Và tất cả anh toàn thể trong trường quay. Tôi là mẹ của con trai tôi. Tới đây là tôi để cổ vũ cho con trai của mình tìm được một nàng dâu nào hiền, dễ thương. Và tôi cũng mong muốn là nhìn thấy con mình hạnh phúc thôi, chứ tôi không cần làm dâu làm gì hết. Vậy mà làm cha làm mẹ thì chỉ muốn con mình hạnh phúc, chứ không có để mà nhờ con hay là để gì hết, để cho con mình nó có tương lai sớm hơn càng tốt. Còn con thì con, nếu mà con có cho Nhân cơ hội thì con cứ yên tâm về điều làm dâu của cô, không có sao hết. Cô rất là thương con. Dạ. Xin hết. Nhưng mà cô thấy nàng dâu thế nào? Nàng dâu này rất là xinh, là đẹp, dễ thương, dễ mến và dễ gần. Cô mới gặp con lần đầu là cô cảm thấy là có thiện cảm. Dạ, con cảm ơn cô. Trời ơi đó. Rồi vậy là tốt quá rồi ha. Mắt lòng mắt dạ liền. Ừ. Mới gặp cái thấy thiện cảm rồi. Thôi bây giờ cho hai đứa gặp con nó có thiện cảm không? Ừ, vậy đi. Mở rào đi ha. Mở rào đi. Mở rào. Rồi đó Nhân, bắt đầu đi Nhân. Anh chào. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Món quà này là anh làm là một tháng rồi đó. À. Anh tự tay làm á. Anh chuẩn bị trước một tháng. Ừ. Còn đây là cái đèn ngủ anh cũng tự tay làm luôn. Đẹp quá. Đây là cái món quà mà cái đồ handmade mà anh làm. Đây có chữ là bạn muốn hẹn hò, với lại đây là cái tên của anh khách trước. Dạ. Tại vì anh chưa biết tên của em. Dạ. Nên khi nào mà nếu mà có cơ hội thì anh sẽ khắc cho nó trọn luôn cái tên của em vào đây. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Nói cái đồ. Rồi để đây. Sao hai đứa chúng gặp nhau chúng luống cuống quá. Dạ em cũng có món quà. Em tặng anh. À, cảm ơn. Đây là cuốn sách em thích nhất, cho nên là em muốn chia sẻ sở thích của mình nha. Anh cũng thích đọc sách lắm. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Chứ anh hỏi là em thứ mấy ta? Dạ em là Úc. Dạ.
Rồi, anh cảm ơn anh nhận chứ. Dạ, mời anh về chỗ. Khoan. Thì hôm nay thì anh rất là vui khi được gặp em. Dạ. Anh cũng muốn hỏi em một câu. Dạ. Thì nghe anh Quyền Linh ở gần, chị Hồng Vân ở xa. Dạ. Luôn miệng khen em đầm thắm nết na, thật thà, nhân hậu. Nên anh mới chặn đường hỏi bậu đôi câu. Út ơi, thấy người ta có cặp có đôi, hỏi em có bồi hồi bối hồi. Em hỏi anh bồi hồi là gì đi? Dạ là gì anh? Bồi hồi bối hồi là nhớ, là thương, là chờ, là đợi, là ước cho duyên ta sớm nên vợ nên chồng. Em không sao đi tìm ra cho ai bằng anh. Trong muôn đêm muôn vạn ngày, đóng sang tay nào ai. Tí la re chào thua, nói gì robo đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà, châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây năm bờ quan. Không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chi mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Bây giờ tôi với ông á đi xuống cái kia đi kiếm nước uống đi. Kiếm cà phê uống đi chứ. Lần giờ đầu gặp nó quấn quýt nhau liền ha. Không cần, dễ thương không quá. Biết mình là ai luôn mà. Rồi, dễ thương lắm. Bây giờ hai đứa nhìn nhau quay lại. Cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau thế nào nè? Em thấy anh sao? Dạ, thấy anh dễ thương. Em còn ngủ gục nữa không? Dạ, em hết rồi. Em bỏ lâu rồi. Giờ chỉ còn nghiến răng thôi đúng không? Dạ. Cái đó anh chịu được. Dạ, em cho em hỏi anh vài câu nha. Dạ. Sở thích của anh là gì ạ? Anh là thích làm đồ handmade. Thích đạp xe đạp. Thích, nói chung là thích làm những gì về nghệ thuật á. Dạ. Thì sau giờ làm việc á thì anh thường làm gì? Sau làm việc thì anh đi uống cà phê với bạn bè. Dạ. Thì cũng có làm đồ handmade để mà kinh doanh thêm á. Dạ. Anh có thích đọc sách không? Có. Anh thường thường thì anh cũng ra nhà sách, mà nhà sách đó có cái quán cà phê trong đó. Em có thích đọc cà sách. Cà phê sách đó. Dạ. Đúng rồi. Thì cuốn sách yêu thích nhất của anh là gì? Làm thế nào để tăng lương. Sách hay vậy ta? Cho dạ anh đọc thôi. Dạ có, anh chưa biết luôn á. Anh chưa biết cuốn đó. Em có mua cuốn đó về nhà rồi, có gì thì cho anh. Cho anh mượn nha. Dạ. Để anh tặng mấy đứa công ty coi. Dạ. Trong cuốn sách đó thì cái điểm yêu thích nhất của anh là gì ha? Trong cuốn sách đó thì nó dạy cho mình 17 nguyên tắc thành công. Thì anh rất thích 17 cái nguyên tắc đó luôn. Dạ. Rất là hay. Em nè, em thấy bạn này giống anh trai bạn bao nhiêu phần trăm? Dạ. Không, hỏi anh em trai đó. Dạ. Thấy em gái giống anh trai? Dạ giống khoảng 80-90%. 80-90%. Dạ. Nhưng vấn đề là bạn gái á, em giống anh, em cái tính cách của em giống được anh trai bạn này bao nhiêu phần trăm? Em nãy em nói rồi đó, là nghĩa là em làm được hết mà. 100% luôn. Dạ. Tại em là một người đàn ông của gia đình, thường đi làm xong thì em không có đi la cà hay đi chơi hay là đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp và bạn bè gì nhiều. Em chỉ thích về nhà để cái gặp người mình yêu thương á, mà hiện tại thì chưa có nên... Mà tí dụ giờ anh trai bạn này rủ em đi nhậu em đi không? Dạ không, em không biết nhậu. Đó, đây có mặt anh trai nè, mốt anh trai rủ. Tại vì bạn này đã bị cái anh kia đi nhậu rồi đó, bạn sợ lắm nãy cho nên bạn hỏi liền á, là sau giờ làm việc anh làm gì á. Tao không biết nhậu mà, không biết uống thuốc luôn mà. Bây giờ em gái thử đánh giá coi anh trai, bạn trai này á giống ông anh khoảng bao nhiêu phần trăm. Nhìn sơ sơ cảm nhận thôi, thử coi. Dạ xương xương khoảng 50%. Có 50 thôi hả? Không gì cũng được rồi, mới xương xương thôi mà. Đó, bây giờ em trai hỏi gì em gái nữa đi. Ở quận 12 là em ở. Dạ em ở ngay chỗ ngã tư Ga. Là bên Hà Nguyên Giáp đúng không? Đúng rồi. Mình hẹn hò sao đó. Tết nè. Anh thì ở, anh ở Gò Vấp. Anh làm Bình Thạnh là ở Gò Vấp. Anh ra đó thì rất là gần. Gò Vấp anh ở chỗ nào anh? Anh ở Dương Quảng Hàm. Vậy gần.
Mình hẹn hò sao đi các bạn, bạn coi thử vậy là đó bây giờ là giống như đi mà, làm hay gì là ai đón ai hay có cần vậy không hay như mà, nào em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 12 luôn. 12 luôn. Dạ. Rồi em thường rảnh vào giờ nào? Dạ em rảnh 6 giờ đổ lại. Nghĩa là buổi tối làm rảnh đúng không? Dạ. Em được ngày chủ nhật không ta? Dạ. Vậy mình có thể hẹn hò vào buổi tối đúng không? Dạ. Chủ nhật đi. Chủ nhật buổi tối luôn. Dạ. Rồi dạ. Mình nghĩ tương lai coi thí dụ như hai đứa khoảng bao nhiêu lâu thì có thể đến với nhau được, rồi mình về mình ở đâu, ở quận Bình Thạnh hay Gò Vấp hay là quận 12, rồi tương lai sanh mấy đứa con, thích trai gái bàn với nhau luôn đi. Anh thì anh đang ở trọ ở Gò Vấp, nếu mà có được cái duyên đến với nhau á thì em định sẽ ở đâu? Em chưa biết nữa. Hiện tại là em nhà em ở quận 12 luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì như là nếu mà hay là không thì thôi anh bỏ nhà trọ anh dọn về ở với em. Cô ấy là bất động sản đó, mình kiếm miếng nào rẻ rẻ. Dạ. Ở Hóc Môn hay gì đó. Dạ. Giờ cũng đâu đến nỗi mắc lắm đâu, nếu Hóc Môn này kia thì cũng được. Hai đứa hùng nhau kiếm miếng chỗ đó được không? Đấy mình bàn ra cái tương lai cho nó sáng sủa chút xíu đi. Dạ được anh. Tại vì em làm bên bất động sản mà em biết chỗ nào mà nhà đất được thì em hú anh tiếng. À dạ, dạ. Để em hú. À. Để em hú anh. Còn... Có nghĩa là bữa giờ là em chưa có ý định là định cư ở Sài Gòn đúng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ có, em định là sẽ định cư ở thành phố Hồ Chí Minh. À, nhưng dạ. mà chưa có mua. Dạ chưa có mua nhà. Dạ. Giờ bây giờ bạn này bạn hú một cái là mình có khả năng mình mua không? Dạ hú thì mình cũng phải lo lại ở lại chứ mới được. Dạ tại vì năm sau giờ mình cứ nói thẳng thiệt ra thôi. Nó giờ hú thì anh cũng phải từ từ gom góp chứ không phải là hú một cái là có tiền trong két dạ. lấy ra mua liền. Tại vì em năm sau cũng định mở cái quán cà phê nhỏ kinh doanh thêm thì tích góp từng ngày rồi mình đủ thì mình mua. Thực ra thì chắc là em ở nhà quận 12 là em ở chung với gia đình hả Cưng? Dạ. Vâng. Dạ đúng rồi. Chung với ba má. Dạ. Đó thì hai đứa cũng phải tách ra ở riêng. Về ta bán cái nhà Đồng Tháp lên đây mua gì đâu mà đơn giản nhà quá. Nhà Đồng Tháp mẹ ở sao? Đâu nó nhà mua riêng, nhà riêng mà. Nhà riêng hay nhà của mẹ? Dạ hiện tại là ở chung nhưng mà tương lai sẽ là định là mua, nhưng mà nếu mà ở trên Sài Gòn thì sẽ mua ở Sài Gòn. Thôi nói chứ cái chuyện đó là cái chuyện mà sau này thôi, còn vấn đề là hai đứa có hợp với nhau hay không. Dạ. Còn nếu mà hợp nhau thương nhau rồi thì cỡ nào cũng được, gọi là gì đó, có công mài sắt có ngày nên kim, hai cây chụm lại nên hòn núi cao. Ba cây luôn. Rồi nếu như mà tụi em lấy nhau thì đứa nào quan điểm thích con trai hay con gái bày tỏ nhau luôn đi. Em thì con nào cũng được, nhưng mà nếu mà được con gái đầu lòng thì anh thích hơn. Thích gái đầu lòng hơn. Dạ. Còn em sao? Vâng. Dạ. Em thích con trai. Thích con trai. Dạ. Đó, vậy không mà gây lộn đó. Không có gây đâu. Bây giờ phải rút lại cho đâu đó rõ ràng. Đúng đi. Đúng rồi đó. Nhiều khi đứa muốn đẻ con trai, đứa muốn đẻ con gái gây hoài rồi không đẻ luôn đó. Nghĩ đẻ. Em thích con trai hả Vân? Dạ. Có bắt buộc phải là con trai không? Dạ không chị. Ừ đúng không? Dạ. Quan điểm không vững vàng. Nói chung là con là của trời cho, cho nên rằng trai gái gì cũng được. Nhưng vấn đề đây là còn cái khúc mắc nữa nè. Cái vụ mà làm dâu đó. Dạ. Bây giờ hai đứa mà quen nhau rồi thì một năm về Đồng Tháp mấy lần thăm mẹ? Hỏi đi, em hỏi đi. Một năm mấy lần về thăm mẹ? Ủa ai hỏi hả chị? Em hỏi. Em chứ ai? Quê em Đồng Tháp mà. Em về Đồng Tháp lần nào chưa? Dạ em chưa. Chưa hả? Dạ. Vậy khi nào quen anh thì anh sẽ dẫn em về Đồng Tháp. À dạ. Một ăn năm... thịt chuột. Phải không? Dạ, đúng Đồng Tháp có thịt, dạ, thịt chuột. Về vườn hoa Sa Đéc đó. Em ở đâu, huyện nào? Dạ em ở huyện Tam Nông. Tam Nông, trời ơi. Tràm Chim rồi đó. Đẹp lắm em ơi. Dạ. Về đó coi như là nó lãng mạn trữ tình lắm. Thật mà về Tràm Chim là hay lắm á. Rồi bây giờ nè, hai đứa cảm nhận thế nào về nhau? Nãy giờ mình nói chuyện á, mình có một chút xíu gì đó gọi là rung động hay là một cảm xúc gì đó với nhau hay không? Nói cho nhau hiểu đi các bạn. Em
em thấy anh cái nhìn đầu tiên của em về anh là như thế nào? Dạ thiện cảm. Dạ em có thiện cảm với anh, dễ gần. Dạ. Ừ. Thì anh thì thật tiêu chí của anh tìm bạn gái cũng đơn giản lắm, nhưng mà em cũng đặt nặng vấn đề về đạo đó. Dạ. Thì nghe em có đạo anh rất là vui, rất là mừng. Anh thấy em cũng rất là xinh. Em rất là năng động và rất là biết là rất anh rất là thích. À. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội. À, dạ. Rồi hết thời gian rồi. Không biết các bạn có cho nhau cơ hội không thì các bạn để tay vào nút bấm đi. Đây đây. Tất cả mọi suy nghĩ và quyết định đều thể hiện bằng nút bấm nha. Chúng ta trải qua cuộc nói chuyện với nhau, nhìn nhau và cũng hiểu nhau một phần nào đó về đường tình duyên, về công việc, về sở thích. Bây giờ ta sẽ đi đến quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nhớ suy nghĩ cho nó kỹ nha các bạn. Chúng ta bấm nút là trao duyên cho nhau, là tạo cơ hội cho nhau để đến hạnh phúc, chứ không phải là bấm nút để mình hẹn hò uống cà phê thôi nha. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 3 2 1 hết thời gian. Ủa, em có bấm không? Có. Ủa, bạn này. Ủa. Hết hồn. Tuyệt vời. Như vậy là anh cứ lo là sợ bạn gái không bấm, sao bấm chậm thế? Anh vẫn nghe tiếng tắt rõ ràng mà sao nó không có đổi màu. Có quà tặng cho anh. Có tặng quà cho anh nữa hả? Dạ, tặng quà cho chị. Cảm ơn nha. Ôi, trời ơi, cảm ơn em. Trời ơi. Tại vì bạn này bạn làm đồ handmade mà. Thành ra là wow, làm đâu làm. Hả? Nó mua nó tặng nó chứ. Đó, em làm đó. Ủa vậy hả? Dạ. Cây viết cũng làm luôn hả? Dạ. Giỏi dữ trời. Nè, đó đây nè. Tức là mua cây viết về xong rồi khoét cái này xong mới ghi chữ nè. À. Đúng không? Trời dạ. Còn cây viết là em mua đúng không? Ghi chữ Quyền Linh luôn. Cái hộp là em làm. Nhưng mà hộp là em mua luôn. Em mua luôn hả? Vậy là em chỉ có làm cái chữ mà Hồng Vân này thôi. Đúng không? Dạ. Ồ. Nói chung cũng có công sức trong đây rồi. Dạ. Mà rất là đẹp, chữ em là đúng viết rồi, rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Cảm ơn tấm lòng của em ha. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. Hả? Bây giờ á, trước mặt gia đình hai bên, chúng ta nhấn nút bằng cả trái tim của mình. Thì bây giờ mình hứa gì đi? Bắt đầu từ ngày hôm nay xin phép má với lại xin phép anh trai cho tụi em quen nhau, tìm hiểu nhau và hứa gì đó với hai bên đi em trai. Dạ. Trước hết thì con cảm ơn mẹ. Mẹ đã sinh ra con và cho con đến ngày hôm nay. Cảm ơn hai. Vì hôm nay anh hai đến đây ủng hộ anh, tụi em. Em hứa là nếu như mà tụi em có đi đến kết hôn thì em sẽ chăm lo cho Vân hết cuộc đời của em. Hay quá. Con nói gì với mẹ của Nhân đi. À dạ, con chào cô. Con cũng không biết nói gì. Con sẽ cố gắng hết sức. Dạ, xin hết. Cố gắng hết sức. Đừng có nói câu chúng tôi đã cố gắng hết sức nha. Rồi, bây giờ một cái nụ hôn đầu tiên để đặt trọn cái niềm tin khi mà chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Bắt đầu đi nha. Không máy. Hả? Không má thôi. Muốn hôn đâu hôn, chuyện của chú chứ không phải chuyện của tôi. Hỏi em chứ sao. Tôi là tôi hôn chỗ khác á. Anh hôn nha. Không má. Thấy sao người hả? Dạ thấy nó kỳ trong người lắm. Nó kỳ trong người đúng không? Kỳ trong người. Hít còn hết hơi luôn. Không, mùng hai Tết vậy là vui rồi đó hai đứa ha. Anh nghĩ rằng mà mùa xuân năm nay đúng là mùa xuân gọi là có ý nghĩa với tụi em. Hy vọng là các em sẽ vun đắp cái tình cảm này để nó được đông đầy và nó thăng hoa, để hai đứa sớm trở thành gọi là trở về một nhà nấu cơm chung, ăn cơm chung nha. Yeah.